Có nhiều người gặp những đức hỏi con chưa từng được quy Tam Bảo, vậy thì con niệm Phật có được giảng sanh hay không? Có giảng sanh không quý vị? Nhớ, người niệm Phật giảng sanh là do có tín nguyện hay không. Còn phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Thấy không? Vậy thì quý vị có duyên thì quý vị quy y. Thí dụ như bây giờ có nhiều người mình nói rằng thí dụ như mình chọn một vị thầy quy y, lỡ con quy y ngay vị thầy mà ổng có phương pháp tu gì hết trơn, nên con chọn lựa kiếm một người mình quy y. Quý vị nhớ là việc này nó cũng rất quan trọng, nhưng quý vị phải hiểu được cái ý nghĩa quy y. Mỗi vị thầy chỉ là đại diện cho tăng đoàn của Phật mà truyền cái giới quy y cho mình thôi. Còn cái mà cực kỳ quan trọng là bản thân của chúng ta, mình quay về nương tựa với Đức Phật. Đây là cái quan trọng ha. Ai vị tạm ngưng nói chuyện đi vị. Một người nói chuyện câu nhà Đức để vị nói luôn ha. Nên chúng ta quy y là quay về nương tựa với Đức Phật, nương tựa vào cái pháp của Phật dạy để mình tu hành. Thấy không? Có nhiều người chúng ta quy y, ý nghĩa quy y bản thân mình không hiểu. Mình nghĩ rằng là mình quy y với một người nào đó thì người đó tức khắc người đó là thầy dạy cái gì mình cũng phải nghe. Không phải. Vì vị thầy đó còn ở cái cõi này, vị thầy đó chưa chứng quả. Có những cái vị thầy đó dạy đúng thì mình nghe, dạy sai mình không nghe. Đó là mình có quyền. Thấy quý vị? Rồi quý vị đã quy y rồi, nhưng quý vị có quyền. Khi ban đầu mình quy y với vị này, vị này tu, thí dụ như tu thiền, tu mật tông hay là về sở học gì đó, mình quy y với vị này. Ban đầu mình cũng tu thiền hay tu mật tông hay trì chú hay là tu môn nào đó, nhưng mình tu một khoảng thời gian mình thấy không có được lợi ích. Chúng ta khi gặp một cái pháp tu như pháp môn niệm Phật mà mình nương vào mình niệm Phật, vậy mình có phản thầy không quý vị? Không. Không. Tại vì cái pháp tu á là do Đức Phật dạy. Người quy y của, cho mình chỉ đại diện trong tăng đoàn để dẫn dắt mình đến cái pháp tu của Phật là pháp tu giải thoát. Thấy không? Vị thầy quy y cho mình còn gọi là mình gọi sư phụ. Sư phụ là người phụ giúp cái việc tu hành giải thoát cho mình. Nên cái danh từ sư phụ mình phải hiểu thêm nữa, chứ không phải đụng ai kêu sư phụ đâu nghe. Thấy không? Tại vì á, nếu họ chưa phụ họ được cái gì thì sao họ phụ mình? Đúng quý vị. Nên á, gọi người ta sư phụ thì người đó phụ giúp mình, hỗ trợ mình. Có những khi mình bị trở ngại trên con đường tu, có những cái họ chỉ mình phù hợp với cái cách sống, cách tu của mình. Mỗi một căn tính, mỗi một gia đình và trong mọi hoàn cảnh họ chỉ dạy mình phù hợp thì gọi là sư phụ. Dù người này là cư sĩ mà họ chỉ mình được tốt, được lợi ích thì cũng gọi họ bằng sư phụ được nữa. Vì họ phụ mình, sư là thầy, người thầy phụ trợ giúp đỡ mình nên gọi là sư phụ.
Thấy không? Còn thí dụ như quý vị quy y với một người thầy mà thiếu đức hạnh thì bản thân của mình cũng không có trở ngại gì, vì chúng ta được đại diện, được họ đại diện tăng đoàn quy y cho mình thôi. Còn cái quan trọng là mình quy y với Phật, quy y với pháp của Phật và quy y với bậc tăng nào mà hướng dẫn mình tu đạo phù hợp, không có trở ngại nha. Còn riêng những đức thì là không có quy y với ai rồi, chắc chắn. Và xin thưa là có chừng cả đời bản thân mình cũng không có quy cho ai đâu. Hồi đó những đức nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không giảng, khi thầy Lý Vĩnh Nam dạy Hòa Thượng Tịnh Không thì thầy Lý Vĩnh Nam nói rằng tôi dạy ông theo quy tắc 5 năm. Khi sắp sửa 5 năm thì tôi chỉ cho ông vị thầy, đó là đem cái cuốn sách của Ấn Quang Đại Sư đưa cho Hòa Thượng Tịnh Không, nói là ông hãy coi quyển sách này, đây là vị thầy mà tôi chỉ cho ông. Sau này tới đời Hòa Thượng Tịnh Không thì Ngài không chỉ ai hết, mà Ngài chỉ chúng ta bái A Di Đà Phật làm thầy. Nên cuộc đời những đức gặp pháp môn Tịnh Độ, những đức cũng không chỉ vị ai hết, mà những đức chỉ vị nên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Nên từ nơi đó mà mỗi người phải nhận thức sâu sắc. Nên có nhiều Phật tử lễ người ta về người ta gặp những đức, con nghe thầy giảng con quý quá, xin thầy quy y cho con. Những đức nói quy với Phật A Di Đà thì chúng ta chỉ đem cái pháp của Phật chỉ dạy thôi, còn vị quy y với Phật A Di Đà là do vị mỗi ngày niệm A Di Đà Phật, thuận nghịch gì cũng niệm A Di Đà Phật, đó là sư phụ quý vị đây, chỗ quay về nương tựa đó nghe. Nhớ. Nên có một người này, ông thích đi lễ lại nhiều người. Có lần ông đến, ông cũng quỳ xuống ông lại những đức. Những đức nói ông lại những đức làm chi à? Hồi đó giờ ông lại bao nhiêu người à? Thì ông kể ra mấy người. Những đức nói chi lại một A Di Đà Phật là chắc nhất. Thấy không? Lại phàm tăng như những đức biết đâu nó sanh tâm kiêu ngạo còn có hại thêm. Nên lại một A Di Đà Phật là đặc biệt nhất. Còn sám hối thì sao? Sám hối là niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là sám hối. Chứ giờ bữa nay nói sám hối ngày mai phạm nữa cũng bằng không. Thôi cứ niệm A Di Đà Phật để tánh Phật mình phát triển ra đi. Đó là chân thật sám hối. Thấy không? Quý vị về đây những đức hướng dẫn quý vị đúng mục tiêu rõ ràng luôn. Có nghĩa là những đức sẽ không bao giờ phân tách ra cái chuyện là buổi nào giảng pháp cách đó là phải đi vào cái nguồn đó, không phải. Mà dù là cái cách đoạn chia sẻ nào, những đức cũng quy về A Di Đà Phật, vì những đức chọn sư phụ là A Di Đà Phật. Thấy không? Còn ở cuộc đời này chúng ta gặp các vị thầy giỏi lắm là nhân duyên thôi, để hỗ trợ mình, mỗi người hỗ trợ nhau. Thật sự mà nói thì những đức gặp một vị đầu tiên thì những đức cũng là hai người hỗ trợ qua lại thôi. Thật sự luôn. Gặp vị thứ hai thì cũng là hai người phụ trợ qua lại thôi. Thấy không? Cuối cùng 100% vẫn là A Di Đà Phật mới là sư phụ chánh thống luôn. Vì cuộc đời những đức có thể làm việc cho A Di Đà Phật để mình cầu giải thoát, Ngài cũng không cần mình phụ Ngài cái gì, vì Ngài là bậc toàn giác toàn năng thì không cần chúng ta phụ, nên Ngài mới thật sự là sư phụ của chúng ta. Hiểu không? Nên mỗi người chúng ta phải nhận thức sâu sắc về chữ quy y và sư phụ như thế nào.
Nên cả đời Nhân Đức ai làm việc đi lại người khác thì đi đi, Nhân Đức không lại ai hết, Nhân Đức chỉ lại một A Di Đà Phật. Thật sự, vì bản thân mình chưa thật sự hiểu điều đó, dù có làm cũng vẫn là gọi là giả tâm giả ý, chưa phải thật tâm thật ý, chỉ cảm thấy rằng lại A Di Đà Phật là một cái hành động, một cái tâm thật sự muốn lại, lại Bồ Tát Quán Thế Âm thật sự muốn lại. Đã là thật sự lại thì là thật tâm thật ý. Nên cả đời của Nhân Đức, xin thưa quý vị, người nào mà gặp Nhân Đức mà quỳ xuống, một là điều đó Nhân Đức cảm thấy thôi tùy duyên nhưng mà không cảm giác gì hết. Người nào mà lễ Nhân Đức, lại Nhân Đức nói quý vị lại Nhân Đức, nó không có phước mà nó còn có tội. Vì lại Nhân Đức có phước gì đâu, lại ai với Đà Phật vẫn là đặc biệt. Nên các bậc cao tăng, khi ai lễ lại các ngài nói rằng lại Phật đi. Nhân Đức coi chuyện của ngài Hư Văn, đa phần ai lại ngài, ngài nói lại Phật đi. Đó rất rõ ràng. Nên chúng ta cả đời mình là người tầm thường thôi quý vị à. Chúng ta có nhân duyên đặc biệt là nhờ niệm Phật Đại Quan Âm mà quy tụ con người này. Nếu kêu người ta về lại mình, không có mấy người về đây đâu quý vị. Thấy không? Mà nếu không có nguyện của Phật, không có cái nguyện Quan Âm, lấy đâu giảng? Lấy đâu để làm nguồn gốc giảng đây? Trong cuộc đời chúng ta học đạo, vì thấy có rất nhiều người đương thời họ cũng là những bậc nổi bậc lớn vô cùng. Quý vị để ý đi, nhưng mà khi cuối đời của họ, họ thị hiện thấy rõ ràng không? Có khi họ thị hiện cho những người đệ tử bên cạnh họ nhìn thấy, nói câu dễ nghe: tao cả đời tu này mày thấy không, tiếng tâm vô cùng không, tao tu vượt trội mày bằng tao không, mà cuối cuộc đời tao thị hiện ngồi chỗ, nằm chỗ, ngắt nga ngắt nghéo cho mày thấy đó. Tao còn như vậy, tớ mày không có cửa đó đâu con. Có ai hiểu được điều này không quý vị? Nếu hiểu được thì chắc chắn chúng ta cũng vượt qua cái bức tường cản đó. Có nhiều người bị cái bệnh này nè quý vị, thời gian quá lâu rồi, mười mấy hai chục năm mà tu cái môn này, làm sao mà bỏ được? Ai kêu bị bỏ? Tạm thời buông xuống để về thế giới cực lạc đi rồi học sao? Thời gian của chúng ta tu các môn khác, chúng ta không đủ thời gian thọ mạng, nên chúng ta phải cần quy với Đức Phật A Di Đà, nhờ bậc sư phụ này đưa mình về cực lạc. Còn tất cả những người mang nghiệp phá thai, không có phương pháp sám hối nào đặc biệt tiện lợi và dễ áp dụng bằng cách quý vị niệm Phật lễ Phật. Quý vị phá thai, quý vị sám hối, quý vị lễ lại. Lễ lại là lễ lại A Di Đà Phật, chứ không phải lễ lại cái bầu thai đó đâu. Nhớ nghe, mình lễ lại A Di Đà Phật để cái tự tánh Phật mình phát triển ra. Khi tự tánh Phật mình đã phát triển được rồi thì thật sự mình mới hiểu cái việc sám hối là gì. Thật sự quý vị rằng có những cái Nhân Đức chia sẻ giống nó ngang ngang quý vị. Có những người Nhân Đức lỡ nói cái gì người ta buồn, người ta giận. Có những người nói rằng ông đi sám hối đi, Nhân Đức nói sám hối gì? Sám hối là sao? Đi lỡ xin lỗi hả? Chuyện này thừa quá. Ví dụ như đối thoại nhau nói chuyện qua lỡ chơi, lỡ câu gì sai nói à cho tôi xin lỗi, vì sao tôi không nói nữa. Còn cái việc mà người tu hành hiểu biết nhau quá, lỡ nói gì sai mai mốt đừng nói nữa thôi.
sám hối gì, lo tu đi. Phàm phu ai mà không có cái sai quý vị? Chúng ta ai mà không có cái sai? Có sai thì sửa thôi, đúng không? Kêu ông đi sám hối đi, tôi không có làm mấy cái chuyện đó đâu. Ông sám hối đọa chết, tôi đọa ở đâu? Con đường tôi chọn ở đâu thì tôi đi ở đó, chứ ai bắt tôi đọa? Đúng quý vị? Mình tu hành mình phải vượt qua một hai cái văn tự nó không cần thiết, vậy thì mình tu có kết quả. Mình vượt qua những cái văn tự không cần thiết thì mình tu tức khắc có kết quả quý vị. Còn nếu như mình bị câu thúc thì bản thân của mình làm nô lệ cho chỗ nào mình cũng không hiểu. Nên mình tu sao mình vượt ra khỏi cái nô lệ của lục đạo luân hồi thì quá đặc biệt. Thấy không? Nên nhiều người tội nghiệp có khi đi quy y một lần không biết chừng nào đến chùa nữa. Đi quy y một lần có tờ giấy quy y đem về treo lủng lẳng, rồi 5, 7 năm sau, 8 năm sau, 10 năm sau có ai hỏi quy y chưa? Tôi nói quy y 10 năm. Chữ quy y không hiểu gì hết cũng nói lên tôi quy y 10 năm. Ông quy y 10 năm Phật pháp là cái gì ông hiểu không? Không. Vì hồi đó giờ ông có đi nghe pháp không? Không. Có đi chùa không? Ít lắm. Năm đi một lần, mùng một Tết gì đó đi một lần, hoặc là đi vòng do tam quốc chơi. Nhưng Đức hỏi quý vị quy y vậy có kết quả không? Chúng ta quy y là để quay về nương tựa. Những việc mình sai quấy, những việc mình phạm phải không tốt, bây giờ mình quy y để bản thân mình gỡ gắm và học tập để sửa đổi lỗi lầm, thì mình quy y vậy nó mới có kết quả. Rồi mình đi đến đó, rồi bắt đầu là mình được thọ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm giới này quý vị có làm được không? Không dễ làm đâu, đừng nói có. Năm giới này xin thưa quý vị, có những bậc mà thọ mấy trăm giới còn chưa làm được năm giới đó đó. Năm giới đó là năm giới căn bản, là cái gốc của tỳ kheo, cái gốc của bậc tu đi đến pháp đại thừa đó quý vị. Cho quý vị biết cái vi tế của sát sanh, quý vị nói đơn giản lắm mà. Vì nói ăn chay phóng sanh là không sát sanh rồi đó hả? Chúng ta ăn chay, thấy không? Rồi chúng ta không sát sanh, nhưng mà chúng ta lại châm chích người khác cho chết. Vì mình có sát sanh không? Mình dùng những lời ác khẩu hung bạo để mình hà hiếp người ta, có sát sanh không? Cái giới không sát sanh không dễ giữ đâu. Không trộm cắp, ý niệm của trộm cắp quý vị còn không? Nên gọi là trì giới là tánh giới quý vị. Mà bốn giới đầu là tánh giới, đâu phải dễ giữ đâu quý vị. Chúng ta chỉ là hình thức thôi, làm được chút nào đỡ chút nấy. Không tà dâm quý vị coi, vợ chồng thì chắc chắn là sống với nhau, nhưng mình đã có vợ có chồng mình không gian díu với ai. Nhưng bản thân mình đi ra ngoài mình còn nhìn ngó người này người kia, mình còn có tình cảm hoặc là mình còn có ý thích thì mình phạm rồi. Tại vì tánh giới mà tánh tâm mình nó bị ảnh hưởng. Không nói dối, mình còn nhiều ý niệm lắm nên nói dối mình cũng khó giữ. Còn rượu là mê mờ, chúng ta còn ngu si mà làm gì chúng ta giữ được giới uống rượu. Vậy không? Nếu mà nói ra về trì giới thì sợ chết mù, làm cho con người ta hết dám tu luôn, thà không biết còn hơn. Nên cứ quy gom về cái gốc để giải thoát ra niệm A Di Đà Phật. Này rất là quan trọng quý vị.
Nên Ấn Tổ khi Ngài nhập thất hơn 30 năm diệt đại tạng kinh, nhưng Ngài bước ra liêu thất, Ngài không có dạy mình diệt đại tạng kinh, mà Ngài nói một câu để là cho đời: cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A-di-đà. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài nói rằng thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu. Ngài chỉ rõ ràng mặt pháp niệm Phật lại là cái pháp mười phương chư Phật tán thán, các pháp khác chỉ một vị Phật tán thán, chỉ đúng tịnh độ thì mười phương chư Phật tán thán. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, gọi Bồ Tát Di Lặc đến, dạy Bồ Tát Di Lặc rằng khi ông thành Phật bất cứ ở một quốc độ nào, ông hãy đem tịnh độ này giới thiệu. Bồ Tát Di Lặc nói rằng đi đến quốc độ nào làm Phật cũng đem tịnh độ giới thiệu. Còn Đức Phật A Di Đà thì nói rằng nếu như khi Ngài thành Phật mà một vị Phật, một vị Bồ Tát nào không tán thán bổ nguyện của Ngài thì Ngài không thành Phật. Tu môn nào thì cũng phải thị hiện tán thán tịnh độ. Tịnh độ là pháp đại thừa bậc nhất. Vì sao gọi đại thừa bậc nhất? Vì chúng sanh nào tu cũng được và thành tựu được nên gọi là đại thừa bậc nhất. Ví dụ như có những pháp tu thượng căn tu được, trung căn tu được mà hạ căn tu không được. Chỉ đúng pháp môn niệm Phật thì thượng trung hạ đều tu được. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình, quý vị, mình tu pháp môn niệm Phật này, cái cực kỳ quan trọng là nó an định cái tâm của mình, đặt ngay câu A Di Đà Phật. Đặt ngay câu A Di Đà Phật để an định tâm và sanh trí tuệ ngay câu A Di Đà Phật. Vì khả năng chúng ta không có khả năng dùng giáo học để phát triển trí tuệ, mà chúng ta đang loạn tâm, càng dùng giáo học thì càng loạn tâm thêm. Thấy không? Nên quy gom về câu Phật hiệu để an định tâm. Và từ ngay câu Phật hiệu này an định tâm và sanh ra trí tuệ. Mà khi đã sanh ra trí tuệ thì nhiều pháp tự biết. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Nên bạn tin tịnh độ đến mức nào là cái quan trọng. Nên tất cả pháp đều quy hướng tịnh độ. Nên quý vị coi bài chia sẻ Phật pháp nào của những đức cũng quy hướng tịnh độ hết. Bài pháp nào cũng quy hướng tịnh độ hết. Thật sự là nhiều người chúng ta, quý vị à, gặp được pháp môn tịnh độ này là báu vật vô giá. Nhưng xin thưa quý vị, chúng ta lại không nhìn ra báu vật vô giá. Nói rõ ra, những đức khi bước chân vào đạo thì những đức là kẻ ngu khờ. Ngoài đời có lanh lẹ nhưng vào đạo thì thật sự kẻ ngu khờ. Cũng rất may mắn, nhờ ngu khờ mà chọn ngay tịnh độ. Mười mấy năm nay niệm Phật, những đức thấy lợi ích cực kỳ lớn. Lợi ích quá lớn, không tưởng tượng được. Quý vị có thấy cái pháp hội nào thù thắng và đông người đến mức này không? Nhớ nghe, không phải là con người đông đến là hay, nhưng mà có nhiều người đông đến cũng để có khả năng phô diễn pháp tu. Vậy vị nhớ là pháp môn tịnh độ này là đại thiện xảo phương tiện thù thắng. Khi mà đã chuyên tu tịnh độ thì cái thiện xảo quý vị phát diễn hay, quý vị lại nhìn ra nhiều cách, thấy được chúng sanh đang cần cái gì. Chúng sanh đang cần cái gì? Chúng sanh mình bây giờ tu hành á, căn tính mình bây giờ là gì nè quý vị? Làm ít
mà muốn lời nhiều. Hiểu không? Ăn ngủ thì thích nhưng muốn mau giàu. Kinh doanh á thì muốn bỏ vốn ít mà muốn đứng vị trí cao. Đúng không? Thì pháp tịnh độ này thì đúng là quá phù hợp. Cực kỳ phù hợp luôn. Quý vị coi nè. Cái vốn của chúng ta có cái gì? Trong khi Đức Phật A Di Đà là bậc cha lành tạo sẵn cái thế giới cực lạc. Đưa lên cái phương tiện rất tiện lợi để niệm Phật giảng sanh. Nhưng Đức hỏi quý vị, nhiều người ta không hiểu. Ta tưởng tao niệm Phật cầu sanh cực lạc là cái việc mà chúng ta là giống như mê tín. Sao mà mê tín được? Bạn thấp một chút, bạn có học vị, bạn có điều kiện, bạn có học vị, bạn đi chọn một công ty. Có khi bạn chọn công ty nào ở nước ngoài đặc biệt một chút. Khi bạn ra trường mà đi đến chỗ đó bạn làm. Nhưng mà cái công ty nào đặc biệt cỡ nào đi chăng nữa thì bạn phải có năng lực, người ta mới trọng dụng bạn chứ. Đúng không? Lúc bạn rất là giỏi thì ta trọng dụng. Nhưng khi bạn lỡ tai nạn gì, què tay què chân, ai dùng bạn? Đúng quý vị? Ai dùng mình đây? Bây giờ bản thân những Đức bây giờ ở đây lo việc cùng với Hòa Thượng, chung tay Hòa Thượng. Nếu lỡ như Đức bị tai nạn gì, què tay què chân không làm được gì thì nhờ người khác làm, bản thân những Đức phải ngồi qua cái xó nào thôi. Thế gian này là như vậy mà. Ai mà không như vậy quý vị? Đến công ty xí nghiệp nào cũng vậy thôi. Nếu mà gặp cái nơi mà có tiền trợ cấp thì chúng ta mỗi tháng còn được chút trợ cấp để sống qua ngày lay lắt. Còn nếu như không có trợ cấp gì thì bị tai nạn thì giỏi lắm có tình cảm cho bị chút đỉnh tiền, còn có nơi không cho bị cắt luôn. Đúng không? Bây giờ có nhiều người ở đây, người ta giàu, người ta ở Việt Nam nhưng người ta đã mua nhà ở đâu, ở một quốc gia nào sạch đẹp rồi. Người ta chuẩn bị di dân đến nơi đó ở. Vậy thì có cái quốc gia nào bằng Tây Phương Cực Lạc? Chúng ta lại suy nghĩ cao hơn, đặc biệt hơn, hướng thượng hơn họ. Dù bây giờ chúng ta đang nghèo đó, đang xấu đó, đang không có địa vị gì hết, nhưng chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình chọn ở đây tự lực để mà muốn di dân đến một cái quốc gia nào thì có nhiều điều kiện quá, mà mình không phù hợp vào những điều kiện đó để được đi đến đất nước đó. Còn bây giờ ở Việt Nam mình muốn đi qua Mỹ thì chúng ta qua bển. Quý vị có trình độ gì để vô công ty nước Mỹ làm? Một là vị là tiếng, là nhìn Việt Kiều ngon lành. Nhưng quý vị lại đi qua đó, một là trồng rau, hai đi làm neo. Quý vị kinh doanh gì có khả năng với mà kinh doanh với người ta bên đó? Đồng tiền bên đó thì cao một chút, bị kiếm được chút đỉnh đem về đây thì khè thiên hạ một chút. Nhưng bị chở về bên bển thì chúng ta là kẻ nghèo đối với bên đó. Đúng không? Đó. Đem đứa con đẹp gái của mình đi gả cho nước ngoài, cuối cùng đi qua bên đó thì thời gian thì nhìn thì giống như sang trọng, giống như là sung sướng, nhưng về mặt nội tâm thì nó lại thiếu đi tình cảm con người. Thì quý vị suy nghĩ thôi. Đúng không? Đó. Cuối cùng thì đặc biệt vô cùng, con người ai cuối cùng cũng chết. Chúng ta lại suy nghĩ đến cái việc cuối cuộc đời chúng ta được A Di Đà Phật đến để rước chúng ta về cực lạc. Nghĩ đến chỗ này thì đúng là A Di Đà Phật, đúng là sư phụ. Nên trong cuộc đời này những đứa khó thế nào kêu ai là sư phụ được. Thật sự quý vị,
chưa từng kêu ai là sư phụ cả. Không kêu được, miễn cưỡng thì không thể nào kêu được. Từ nơi đó những đức có thể kêu A Di Đà Phật là sư phụ. Nên nhận thức sâu sắc thì chúng ta chọn một chỗ đi về, có gì đâu gọi là mê tín. Tín tâm với Phật Bồ Tát làm gì mê. Chúng ta tín tâm với con người chúng ta mới thật sự mê. Vì con người lúc này lúc khác, đúng quý vị? Ngày xưa Nhận Đức được một người hướng dẫn tu, chuyên tu. Sau này người đó không chuyên tu nữa, Nhận Đức phải chuyên tu. Bây giờ Nhận Đức tín tâm với họ, không lẽ Nhận Đức đi theo họ? Cuối cùng sư phụ A Di Đà Phật vẫn là hay, vẫn là số 1, đúng không quý vị? Vậy thì cả đời chọn một cái pháp tu mà pháp tu phù hợp căn tính. Đức Phật A Di Đà bài bố sẵn hết rồi. Thế giới cực lạc tuyệt vời vô cùng. Tin như vậy vẫn cảm giác tuyệt hơn. Bây giờ chúng ta không tin có thế giới cực lạc, vậy quý vị mong đi đâu? Thế giới cực lạc thì rõ ràng trong kinh phô diễn. Riêng thế giới cực lạc thì kinh A Di Đà phô diễn, kinh Vô Lượng Thọ phô diễn, Quán Kinh Vô Lượng Thọ phô diễn, và nhiều kinh đều phô diễn thế giới cực lạc. Nhưng riêng các quốc độ của chư Phật khác thì lạ thay ít nói đến. Dù có nói cũng nói sơ sài sơ qua. Nhưng riêng thế giới cực lạc thì nói rất cặn kẽ, đúng không? Mà nói những cái điều mà căn bản cuộc sống của mình, đúng là mình quá thích thú. Những đức hỏi quý vị nè, ngồi ở đây nghe pháp nóng quá trời. Thế giới cực lạc không có chuyện này. Cái giảng đường của thế giới cực lạc vô cùng lớn. Mỗi một người nghe pháp là thánh chúng. Đức Phật A Di Đà là bậc đại sư. Mỗi người nghe pháp đều ngồi trên bảo tọa. Bảo tọa của mình muốn ở dưới đất thì ở dưới đất, muốn bay lên chứ giữa tầng trời thì giữa tầng trời, muốn bay trên hư không thì bay hư không. Quý vị coi cái pháp tọa lớn cỡ nào và giảng đường lớn cỡ nào. Quá tự tại quý vị. Làm gì có chuyện ngồi nghe pháp mà đổ mồ hôi. Thôi bây giờ chịu khó ở đây nghe pháp đi, rồi sau này về cực lạc nghe pháp đặc biệt hơn. Thế giới cực lạc nghe pháp đố có cái chuyện ngồi nói chuyện xì xào. Vì sao? Ai cũng là cung kính bậc đại sư. Làm gì có cái chuyện nghe giảng pháp mà đi mình sẹt vô nói chuyện. Nên chúng ta khi nghe chia sẻ Phật pháp tốt nhất là lắng nghe, là điều quý nhất. Thấy không? Gieo cái nhang để tương lai mình được cái quả thế giới cực lạc chứ à. Còn bây giờ như Đức hỏi quý vị, ở đây quý vị có ăn ngon cỡ nào cũng là nấu rồi dọn ra rồi ăn xong đi rửa chén. Có ai ăn xong vứt chén không? Mà vứt chén cũng là tệ lậu, đúng không? Ở thế giới cực lạc thì vô cùng đặc biệt. Trong kinh Phật nêu lên rằng muốn ăn thì có ăn, ăn xong tự biến mất. Nhưng thật sự nói ăn nhưng không ăn. Cái này đúng là không thể nghĩ bàn. Cảm giác của cái ăn nhưng thật sự không có bỏ vô miệng ăn. Nếu bỏ vô miệng ăn thì thế giới cực lạc vẫn là phải làm nhà vệ sinh. Vì nếu như chúng ta còn ăn được thì còn mang thân tứ đại, mà lại là ăn vào thì phải đi ra. Vì thì ở thế giới cực lạc cũng tiếp tục làm nhà vệ sinh, đúng không quý vị? Phiền phức. Quý vị coi cuộc đời của người chúng ta, có khi được một buổi ăn là chúng ta rất mừng. Và người ta có thể nhờ mình làm một việc gì đó, bắt mình làm quá trời luôn, thì bắt đầu cho mình ăn buổi ăn, cho mình kết bia. Ăn xong qua cổ họng thì xong. Cuối cùng cái sự tồn động nó lại là cái gì? Một cái dư âm vô cùng đau khổ, đúng không? Mà cái dư âm này mà không ra được thì chúng ta phải phiền phức nữa rồi. Phải làm sao để tìm cách nó phải ra.
ra xong rồi phải tiếp tục ăn nữa. Cả đời chúng ta ăn vào đi ra cũng là một bài pháp dạy mình nhìn thấu buông xuống, đúng không quý vị? Bây giờ ăn không ra thì không được, mà nhìn không thấu sao buông. Khi bị không buông thì giống như ăn vào mà bị ứ hơ, ứ hơ ra không được. Còn chúng ta cuộc đời này không nhìn thấu sao buông, mà đã là không buông thì tồn đọng cái gì? Khổ tâm, đúng không? Không buông thì khổ tâm. Người ta khen cái, người ta lỡ người ta nói à, em dễ thương, cái mình dễ thương quá, đúng không? Ngày mai người ta nói cái mặt em thấy ghét, thì mình đau lòng vô cùng. Cuộc đời mình sống á, nương vào người ta để vui và để buồn, không có cái gì làm chủ chính mình hết, đúng quý vị? Bây giờ bao nhiêu người phụ nữ, cái vui cái buồn quý vị đa phần bị câu thúc từ người đàn ông của quý vị, đúng không? Rồi người đàn ông lị tình thì cũng như vậy luôn, cái vui cái buồn của mình là cũng do nghe người đàn bà của mình. Cuối cùng chúng ta không làm chủ được gì cả, và cả đời chúng ta khổ, vô cùng khổ. Như hồi sáng như Đức chia sẻ bài pháp, như Đức nói một câu, những Đức hô, mà cái câu này quý vị không nói với người khác được. Tao hô kệ tao, mày nói gì mày, đúng không? Nói đến là chạm tự ái. Bản thân mình lại đem mình ra vì sao? Vì mình thích làm chủ. Dù ai có nói mình cũng không buồn, vì mình nói mình được thì ai nói mình cũng được. Trong cuộc đời con người đa phần chúng ta bị những cái mà ở thế gian này bao nhiêu lời châm chích làm mình đau khổ. Những Đức giảng pháp và coi bình luận cũng giúp những Đức giác ngộ. Rõ ràng quý vị ơi, dù có học cao hiểu rộng cỡ nào giảng pháp thì cũng có người chửi hết rồi, đúng không? Có người gặp những Đức hỏi thầy trình độ lớp mấy mà giảng pháp? Nên lớp 3. Có bị chửi không? Có. Nhà Đức hỏi lại, vậy mày trình độ lớp mấy giảng pháp? Trình độ rất cao, vậy mày có bị chửi không? Vậy thì tao bị chửi, mày bị chửi, thằng nào cũng bị chửi. Vậy thì sao? Vậy thì tao còn ngon hơn, vì tao mới học lớp 3, bị chửi chưa đến nỗi nặng quá. Hiểu không? Mày học cao quá mày cũng bị chửi mà, đúng không? Ở cõi này Phật nói là nhân sinh thù nghiệp, đó là gặp nhau để báo thù rửa hận. Ai mà nó không chửi, Phật nó còn chửi mà không chi mình, đúng không? Quý vị coi trong kinh coi, Đức Phật khi còn tại thế có bị ngoại đạo chửi không? Rồi có bị vu oan giáo họa không? Rồi có bị tranh cãi không? Thời Đức Phật mà còn gì chi thời mình, đúng không? Thật sự mà nói, học đạo mà hiểu rồi nghe quý vị, tranh cạnh là lý thú. Quý vị nói ủa lạ trời, chưa từng nghe ông nào nói gì luôn. Trong cuộc đời này không có tranh cạnh sao phấn đấu, công nhận không? Bây giờ công ty của mình đang bình bình vậy, nó có tranh cạnh với mình, nó làm cho mình phát triển trí tuệ, để mình làm sao phấn đấu công ty mình lên chứ, phát triển lên, đúng quý vị? Thì mình tu họ chửi mình, coi cái chữ nhẫn mình sao. Thích thì chửi lại vài câu chớ, còn không thích thì khỏi chửi. Nghe không? Có những lúc những Đức cũng hấp dẫn lắm. Tại vì sao? Chửi lại. Ừ. Có những lúc thì làm biến quá để niệm Phật,
khỏi chửi, hiểu không? Vì nói hoài viết thấy cũng mệt. Từ nơi đó thôi niệm Phật ngon hơn. Vì sống đặc biệt nhất quý vị à. Đừng bao giờ tự ép mình vào cái thế mình phải khổ. Thích chửi thì chửi lại một câu hai câu nó nhẹ còn hơn là ấm ức trong tâm. Có người nói một câu rằng ông chửi là tội, tội nhẹ hơn là để trong tâm. Vì để trong tâm nó chửi nhiều lần. Thà chửi lần đem ra khỏi cái tâm thì chỉ có một lần tội, quay cái là xong. Đúng quý vị? Thấy chưa? Rõ ràng, phù hợp căn tính. Quá phù hợp căn tính luôn quý vị. Đó. Nên trong cái cuộc đời này đó là sống vì cái sự phấn đấu quý vị. Tranh cạnh để mà phấn đấu phát triển lên. Đấu tranh hơn thua để giành giật cái giả. Nhưng chúng ta thích vậy mà quý vị. Thì cố gắng. Vậy thí dụ như bây giờ chùa mình hay các chùa khác, quý vị đi hỏi và đi tìm hiểu có phải không? Ông thầy nào mà không có một cái khả năng để mong Phật tử đến chùa mình đóng, đúng không? Vậy thì có phấn đấu không? Có đấu tranh không? Có đấu tranh. Vậy đấu tranh ở cõi này là sao? Quá bình thường. Tại vì cõi này là đấu tranh mà kêu không đấu tranh. Phật nói là đấu tranh kiên cố, đúng không? Chúng ta thì dựa vào lời kinh Phật dạy, chúng ta kêu nhẫn nại chịu đựng đi. Nhưng mấy ai làm được điều này? Nói thì nói mà làm thì khác. Thà chúng ta nói xác thực nó còn hay hơn. Đừng có dối mình gạt người chi cho nó mệt. Ai mà không có sự đấu tranh, đúng quý vị? Ví dụ như Quách Tư Du nói á, chúng ta được quyền cạnh tranh nhưng đừng đấu tranh. Bạn cạnh tranh mà kêu đừng đấu tranh, không có chuyện đó đâu. Đã là cạnh tranh là phải đấu tranh thôi. Đó là do bạn chọn lựa thôi. Bạn đấu tranh chừng nào bạn thấy mệt mỏi thì lúc đó bạn tu học. Vậy thôi. Vô cùng tự tại quý vị. Vì con đường mà đã có con đường rồi thì còn sức. Mỗi người quấu quấu nha một chút, còn sức mà quý vị. Đến khi bạn bệnh đau te tua, lúc đó bạn sẽ thấy hối hận vô cùng. Khi lúc còn khỏe cứ quấu với nhau, bây giờ còn sức đâu mà quấu. Nuôi bao nhiêu bà già nhìn 100% là rõ ràng. Chùa mà chúng ta gần 2.000 người mỗi ngày, già 1.000+ người. Những đức là người gần sát người già không nhìn ra nữa rồi thôi. Tôi đã nhìn ra cái tuổi già của tôi rõ ràng. Nên từ nơi đó chia sẻ Phật pháp thì rất phù hợp. Vì sao? Vì ai cũng trải qua những thời gian cạnh tranh và đấu tranh hết đó. Thấy không? Nghe gì thì nó xác thực đi quý vị. Đi đến đây bây giờ nghe bình thường quá. Văn tự Iran. Quý vị ơi, cố gắng nhẫn nại nghe, cố gắng nghe, chịu đựng nghe, cố gắng đừng có tham nghe, đừng có sân hận nghe, đừng có ngu si nghe. Những cái văn tự này vì thấy nó quá bình thường, đúng quý vị? Vì sao gọi là bình thường biết không? Vì ai cũng dạy vậy chứ. Bây giờ những đức khuyên quý vị, ai mà không tham? Bây giờ quý vị ngồi trong đây, ai dám nói mình không tham không? Ai mà không sân hận? Quý vị làm gì không còn sân hận? Những đức cũng sân hẳn, làm gì không còn. Ai mà không ngu si? Không ngu si mà đi đến đây. Không ngu si thì về thế giới cực lạc rồi, đúng quý vị? Đó. Nhưng chúng ta còn tham sân si, nhưng chúng ta chọn một chỗ đi về để dẹp tham sân si. Chỉ có về thế giới cực lạc mới dẹp tham sân si. Đó. Và chúng ta càng học Phật hiện tại ở cõi này cũng giảm. Giảm nghe. Giảm chứ chưa có đoạn được nghe quý vị. Đó, nên bây giờ nói bây giờ chùa mình bây giờ bản thân như thế cũng vậy thôi.
Như Đức dùng cách này cách kia, những Đức quy tụ con người. Có nhiều người gặp như Đức nói công nhận ông giỏi thiệt, tại sao quy tụ được con người đông như vậy? Những Đức nói có gì đâu giỏi, chỉ đúng có con gái người ta thích cái nào cho nấy thôi, thì ta về thôi có gì đâu. Chia sẻ Phật pháp thì thấy thoải mái vô cùng, người ta thấy người ta tu được. Trong lòng nhiều người nói ông thầy này nói tôi nghe được nè, người ta kết nên người ta về thôi. Bây giờ quý vị coi á, có chùa nào mà tổ chức một chương trình đông người vài chục ngàn người mà tặng quý vị mỗi người chiếc máy niệm Phật không? Thấy không? Thì bây giờ đầu tư. Bây giờ ví dụ chương trình này nhà Đức chuẩn bị cho quý vị 50.000 chiếc máy niệm Phật. Vào hồi sáng nhà Đức thông báo cái chương trình mùng 8 tháng 4 Phật Đản nghe. Một ngày mùng 9 tháng 4 thì bên hộ pháp đúng buổi sáng nữa là quý vị xong chương trình. Đó là báo trước rồi đó. Nên các trưởng đoàn mà nói thầy báo trễ là kẹt với tôi nha. Bây giờ chúng ta đồng hội đồng thiền niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì đừng có nói là ngày thứ bảy chủ nhật nữa, tùy quý vị quyết định đi. Ngày nào cũng đi chứ nghe, thấy không? Trong nước ngoài nước Phật tử nước ngoài đừng có nói bận bịu chứ nghe, không đi thì thôi chứ đừng nói câu bận gì hết, đúng không? Đó, đừng có đổ thừa hoàn cảnh. Hoàn cảnh là do mình quyết định, thấy không? Thì mùng 8 tháng 4 những Đức tặng quý vị mỗi người một cái đèn bông sen, mà để những Đức coi có cái mẫu đèn bông sen nào số 1 nhất để tặng quý vị. Thêm cái hồi sáng những Đức vừa mới điện thoại đặt 40.000 cái khăn. Ngày đó tặng quý vị mỗi người thêm chiếc khăn nữa. Mà cái lễ Phật Đản quá khỏe, đâu có bác quỳ lại Quan Âm 500 lại gì đâu. Mà bữa đó có các anh chị ca sĩ về cũng hát dữ dội lắm, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Không, nó tóm tắt là anh chị ca sĩ về chùa mình hát cũng vui, cũng thích. Bữa Phật Đản coi chừng chúng ta hát luôn 2 buổi. Một ngày hát 2 buổi luôn được không? Sao không được? Sáng hát 1 buổi, chiều hát 1 buổi. Mấy anh chị ca sĩ đến đây không cho ai đi về hết. Quý vị coi, bây giờ quý vị hát được, như những Đức giảng pháp được. Những Đức giảng pháp được thì những Đức rất mong được cống hiến cái điều mình chia sẻ ra cho người ta được an lạc, được tốt, đúng không? Thì giờ quý vị hát được, quý vị cũng mong cống hiến cho người ta để cho người ta nghe lời ca tiếng hát của mình chứ. Thật sự mà nói nghe, các anh chị ca sĩ đi đến đây hát á, dù là không có bao thơ, nhưng mà cái bao thơ á, của Phước Duyên nó còn kinh hơn. Quý vị nhớ nè, những Đức ngoài đời á, bao nhiêu thủ đoạn. Ngày xưa ngoài đời bao nhiêu thủ đoạn những Đức không thành công. Những Đức đi vào trong chùa, những Đức kinh doanh khác. Ngoài đời kinh doanh về tiền bạc, nghèo the tua. Vô trong đạo những kinh doanh duyên phước. Thời gian 5 năm thôi là mở được cái công ty. Công ty đầu tư duyên phước. Nè, thấy không? Bây giờ mỗi chương trình của chúng ta mấy chục ngàn người là phải công ty này phát triển không quý vị? Bây giờ nhà Đức mở ra công ty này thù thắng gì mà mấy anh chị ca sĩ đến để mà đầu tư chung, thì đúng là quá đặc biệt rồi còn gì nữa chàng. Nói rõ ra là các anh chị ca sĩ là phải đầu tư vô công ty này, là phải bỏ vốn nữa đó. Chứ đừng có kêu mà nhà Đức đưa cho mất công. Phải bỏ vốn đó quý vị, đó mới là đúng, thấy không? Tại vì thấy một cái nơi đặc biệt gì nên chúng ta muốn đầu tư chung.
thì phải bỏ vốn. Mà cái vốn của các anh chị bỏ là gì? Lời ca tiếng hát kết hợp, nghe không? Thật sự mà nói, mình đều muốn có sự cống hiến quý vị. Nhiều bà con ở phương xa, người ta đi đến đây, có khi chương trình tu học xong người ta cũng muốn nghe ca hát một chút, nghe không? Nên từ nơi đó chúng ta thêm cái chương trình này một chút. Mà cái duyên này cũng từ Hoa hậu Kim Tho. Từ khi mà gặp Hoa hậu Kim Tho với Ngọc Danh á, là tự nhiên những đức thích hát luôn. Ngộ ghê. Hồi đó chùa mình đâu có đâu quý vị, thấy không? Nhưng mà từ khi gặp Hoa hậu Kim Tho rồi với Ngọc Danh này rồi xong luôn. Hát quá trời hát luôn. Hát mà còn hát dữ dằn nữa chứ, thấy không? Hôm qua mà hát 2 tiếng hồ đó quý vị. Hát 2 tiếng á. Nhân Đức thì hôm qua hát 1 tiếng mấy. Còn 10 ca sĩ thì hát 2 tiếng. Thấy không? Cả ngày hôm qua hát quá trời. Hôm qua được ngày rồi đúng không? Hồi sáng được 1 buổi nữa rồi. Bây giờ 1 buổi nữa rồi. Chúng ta còn 2 buổi nữa. Rồi sáng mai thì ai đi qua hộ pháp được thì đi. Ở đây ai qua hộ pháp đưa tay anh coi. Cũng đông nha. Đông không phải giỡn đâu. Đưa tay để tôi biết, để tôi chuẩn bị đồ ăn. Chào lực sĩ Phạm Văn Mắt. Hồi xưa ngoài đời cũng thích tập tạ lắm nha. Đi lại câu lạc bộ 55B á, tập tạ về ăn cơm đâu được đâu, mới tập nhất. Nên từ nơi đó mà thấy lực sĩ là mê rồi. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là biết được số lượng vị đông khoảng bao nhiêu người để những đức ngày mai, tối hôm nay xong chương trình những đức về bển, về bên hộ pháp xong những đức về bển sáng mai xuống nhà bếp nấu ăn ha. Chuẩn bị nấu những món ăn xịn sò nghe. Nhớ này quý vị, tối đêm nay xong rồi á, chúng ta cứ ở đây ngủ đi, vì mền gói đem qua đây hết rồi. Mình nằm đây mình ngủ dắt đi tới 5 giờ sáng, xong quý vị đi về bệnh thì nó khỏe lắm quý vị. Ô, ở bên hộ pháp mình có cái khó này nè quý vị, là nằm trong khu công nghiệp. Và ở bên đó, chùa bên đó thì nó khoảng 5 mẫu đất. Thì cái bãi xe nó lại chặt quá, khuôn viên của chùa nằm vỏn vẹn vậy thôi. Thì bây giờ quý vị qua đông quá, xe đậu ngoài đường không, nguy hiểm quá. Xe công chạy quá nhiều. Nên với dặm cỏ khu công nghiệp, lần nào lễ xong rồi người ta mời những đức, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà bây giờ những đức đâu có tổ chức chương trình bển đâu. Nhưng mà rất nhiều vị muốn qua bên hộ pháp, tại vì những đức thường ở bên hộ pháp giảng pháp bên đó nhiều, nên quý vị thích qua bên đó, nên những đức cũng sắp xếp thêm buổi sáng ngày mai có cái chương trình bên đó. Khoảng tu học xong thì khoảng cỡ 10 giờ rưỡi là xong chương trình, ăn cơm đồ này kia luôn là chừng 11 giờ là xong. Là mai có phóng sanh cũng đi thực và giảng pháp nghe, niệm Phật bên đó. Đó. Nhưng mà buổi tối xong rồi mình cứ nghỉ ngơi ở đây đi, chứ đừng có xe ào ào đi qua bên đó thì bên đó không có sắp xếp được. Đó là khuyên vị chân thành đó, nghe không? Chèn ô. Nói vậy đó, mình chạy về bển mình thấy xe đầy bên đỉnh chứ. Lần nào cũng vậy chứ nha. Vừa đi về bển mà Nhật Đức tranh thủ lắm nghe. Vừa lại dưới âm là đi xẹt 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 xẹt, mà Nhật Đức đi nhanh lắm.
Vậy mà không biết mấy bạn sao mấy bạn còn nhanh hơn Nhật Đức. Khi Nhật Đức chạy xe về tới bển là Nhật Đức thấy xe ngoài đường đầy hết. Thôi thôi thôi, Nam Mô Di Đà Phật. Nằm tá lả ở bên chứ quý vị biết. Kinh khủng. Không mà chùa mình mà quý vị thấy rõ ràng tình thương mến thương nha quý vị. Đúng không? Tình thương mến thương không? Tự nhiên đến nhau thấy vui quá ha. Bây giờ chúng ta khoan hãy nói cái chuyện thầy Đức là thầy tôi, khỏi nói vậy. Thầy Đức chỉ là hướng dẫn mình tu thôi. Chúng ta là bạn đồng tu đi. Gần gũi đặc biệt. Đúng quý vị? Thầy bà gì? Đúng không? Thầy mà kỳ cục quá. Dính mặt kênh kênh mà thầy. Quý vị biết rằng ở quay những cái đoạn phim, người ta mà đi vô cái pháp hội lớn gì, người ta đi nhìn trang nghiêm quý vị ơi. Chắp tay đi đẹp lắm. Còn cái tướng nhìn Đức đi giống như là cô bò du đảng vậy quý vị ơi. Mà người ta thích, thích mới lạ chứ. Vậy quay cho đầu viên đi mất cười lắm. Đi vô cái pháp hội lớn gì, một tay thì xách cái quần, một tay thì đi nghinh ngang mặt kênh kênh kênh. Người ta thường đi, người ta chắp tay gì, ta đi thẳng, ta nhìn thẳng không à. Còn mình á thì muốn phong cách lạ. Bây giờ nói thiệt, các anh chị ca sĩ lâu lâu cũng phải làm phong cách gì lạ lạ chứ, đúng không? Có những cái lạ mà lại bắt mắt nha quý vị. Cái tuồng quen á, viết ngán lắm. Hiểu không? Giống như ăn mà một món hoài cũng chán thấy mồ. Thấy không? Lâu lâu cũng thay đổi món đúng không mấy cô? Vì thấy như Đức nấu ăn không? Mỗi ngày là một món đó nghe. Không, mỗi buổi là một món, ngày ba lần là ba món đó. Thay đổi món suốt luôn, chỉ có đậu hũ. Chỉ có đậu hũ mà, bữa nay đậu hũ xào, chiều xào đậu hũ. Sáng nay đậu hũ kho nước tương, chiều nước tương kho đậu hũ. Mày thấy xịn sò chưa? Đó, rất là đơn giản. Nhưng Đức mong rằng trong cuộc đời chúng ta quý vị ơi, đẹp xấu giàu nghèo, có danh tiếng hay không có danh tiếng gì, ai cũng có cái khổ khác nhau. Chúng ta đừng bao giờ nhìn một con người nhìn thấy hào nhoáng sang trọng, chúng ta cho rằng họ hạnh phúc chưa chắc. Chưa chắc đâu quý vị à. Ai cũng có cái giá của họ hết quý vị. Khi chúng ta vén qua cái vết màn phía sau, chúng ta sẽ thấy cái cuộc đời của họ có cái khổ. Nhiều người chúng ta quý vị ơi, khi nghèo xấu mình rất là ngưỡng mộ những người giàu sang, chúng ta ước ao lắm quý vị. Nhưng trong hoàn cảnh của họ, họ lại thấy họ có cái khổ cũng nhiều lắm à. Bây giờ mà càng kinh doanh lớn thì càng nợ lớn. Hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là không thiếu nợ là sướng nhất. Những Đức nói cái người khôn nhất trong cuộc đời này á, gói gọn công ty lại hết, có nợ trả hết để mình không dạy gì đi trả tiền lời hoài. Có nhà cửa bán hết, trả nợ sạch hết, còn một số phần nho nhỏ làm sống lai rai. Có dư nhiêu là dư của mình, không cần làm giùm người ta. Đó mới thật sự khôn đó quý vị. Đúng không? Khỏi cần lo. Nếu không thì tạo ra cái danh thiệt là lớn, nhưng đêm nào cũng gác tay lên trán để suy nghĩ. Những Đức ngày xưa trên thành phố, những Đức gặp nhiều người á, người ta có một người vợ rất đẹp thì cũng trả một cái giá cho người vợ đẹp. Bản thân mình phải có cái gì để nuôi người vợ đẹp này. Bây giờ nếu nói rằng là một mái nhà tranh hai quả tim vàng, xạo. Thời gian sẽ biết vàng hay thao liền. Nói là nói văn tự cho vui vậy thôi, nhưng cái đó là nó là về cổ tích rồi. Bây giờ mà nói mà nó không có tiền bạc vật chất để lo cho họ thì vàng hay thau là sẽ xuất hiện liền. Hiểu không? Đúng quý vị. Nhưng mà cũng không có đá đổ tình cảm được nha quý vị.
Nếu như có vật chất mà có tình cảm nó thì quá đặc biệt. Còn nếu không thì vật chất ít một chút, nhưng mà có tình cảm nó vẫn hạnh phúc và bình an hơn. Thấy không? Bình an hơn. Nên từ nơi đó mà ai cũng có cái khổ trong cuộc đời. Vậy thì cuối cùng chúng ta chấm dứt cuộc đời mình đem cái gì theo? Thiện và ác cầm theo. Có ai cầm theo vợ không? Có ông vua nào cầm cái đất nước ông đi theo không? Khi Tào Tháo năm xưa chết đi, ông là gọi là Tào Tháo gọi là gian á, suy nghĩ nhiều cái đặc biệt, để lại nhiều câu gọi là quá ác. Khi Tào Tháo chết đi để lại cái gì? Di chúc. Xây mộ cho ông 72 phần mộ, để người ta không đào được cái mộ nào của Tào Tháo. Quá thông minh nhưng vô cùng thê thảm. Qua 1000 năm sau người ta làm heo, thì mổ bụng con heo ra, cái trái tim con heo có hai chữ Tào Tháo. Cả đời quá nhiều thủ đoạn, quá nhiều sự thông minh, nhưng cuối cùng chết đi làm súc sanh. Thê thảm không? Nên cuộc đời của người chỉ có cầm thiện và ác đi theo. Vậy thì quý vị không cầm thiện thì cầm gì? Còn không cầm ác, chắc chắn chúng ta sẽ cầm thiện nhiều hoặc ác nhiều thôi. Chứ hai loại đó hoàn toàn không đoạn một chỗ nào hết. Nghe không? Không thể nào ai mà hoàn toàn ác, mà không thể nào ai hoàn toàn thiện. Nhưng chỉ có niệm Phật về Cực Lạc là đại thiện 100% luôn. Nghe không? Nên bây giờ quý vị về đây cố gắng về nghe pháp niệm Phật. Cái gì thấy mình sửa được thì sửa đi. Còn cái gì chưa sửa được thì từ từ sửa. Còn nếu không sửa được thì đi uống sữa. Vậy thôi. Hôm qua gặp cô Phật tử, cô cũng trẻ lắm. Cô chạy đến cô nói: "Thầy, bà cứ dựa. Bà cứ cà. Như Đức nói: "Xích ra." Cách nay mười mấy năm về trước bà cà đi rồi bà biết. Bà có lựa giây phút ăn chay không à? Đúng, rõ ràng khi ăn chay rồi tìm đến quý vị. Còn cái lúc ăn mặn đố ai tìm. Hiểu chưa? Ngộ ghê. Nói người ta dứt sữa lâu rồi. Tối ngày cứ cài chế độ phun sữa hoài á. Quá ghê gớm. Người ta thích vậy đó quý vị. Thấy chưa? Ít có ông thầy nào giảng gì đúng không? Nhưng mà quý vị này thích giảng gì không? Thích ha. Thấy chưa? Thật sự không dám mạnh dạn nói thích, chứ thật sự trong lòng thích á. À, nên nó từ dở ương ương vậy thích lắm nghe. Hấp dẫn lắm. Bởi câu người ta nói rồi, hát á, tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Là gian dở dở quý vị. Hồi đó mới yêu nhau mà nắm được cái tay là mừng chết mồ luôn. Thích lắm. Nhưng khi đã được rồi là không còn cảm giác của cái tay nữa. Nên từ nơi đó mà thôi, bây giờ chúng ta đến với cuộc đời này ngồi nói chuyện một chút, rồi cho vui. Rồi quý vị có được một cái tâm trạng thoải mái, năng lượng, để một chút nghe mấy anh chị ca sĩ hát. Nghe không? Chứ mấy ngày nay cũng ít ngủ. Rồi, thức khuya dậy sớm rồi quý vị. Tu hành dữ quá mà. Bây giờ nãy giờ qua chọc mấy cô cười gì nên nhìn mấy cô đẹp lên rồi đó. Chứ nãy mới qua nhìn thấy bả gì đâu mà mặt mày héo queo như con mèo. Nhìn như khỉ khô vậy. Thấy không? Vậy mà chọc cười nãy giờ đẹp rồi đó, thấy nghe. À, rõ ràng không? Nên khi anh chị ca sĩ hát là mình nhiệt liệt, nồng nhiệt lên. Nhớ nghe, ai lại chùa mình hát á,
mỗi bài hát của anh chị ca sĩ mình nhớ mình bấm vô like chút xíu nha. Cái gì cũng con nào cũng phải có ăn quý vị ô, thấy không? Nên từ nơi đó đăng ký Giang đồ hỗ trợ tinh thần nghe quý vị, tình thương mến thương nghe. Bây giờ mỗi một bài hát của anh chị ca sĩ á, cho dùm cái trang của mình. Nhân Đức làm cái bài hát xong để cái trang ở dưới cho quý vị kết duyên. Thôi kệ quý vị, tình thương mến thương giữa con người đến với con người với nhau nghe quý vị. Ủa cái bài hát, cái bài hát mà nghệ sĩ Phong Trần mà để đây mà vừa hát vừa diễn là sao ta? Là diễn bình thường á anh à. Tại vì nhiều bài hát như Đức không biết quý vị, sợ các anh chị chứ công chúng chùa chiền mà hát mà có sôi động nhạc rap gì không. Thấy không? Bây giờ chúng ta cái gì rõ ràng nha quý vị. Bây giờ mình đi đến chùa thì hát những bài hát nhân quả, hoặc là những bài hát về Phật giáo rồi hoặc là tình mẹ, tình cha thì được. Nhưng đừng có bài hát nào mà sôi động nha quý vị. Sôi động nó cũng không hay, tại vì cái chỗ này nó cũng không phù hợp nha quý vị. Hôm qua thì những đứa có thời gian rảnh những đứa coi, còn hôm nay thì mấy chú mới đưa danh sách nên những đứa không có biết được đó. Thì những đứa nhắc trước vậy đó thì nó hay lắm. Thôi chú bị an lạc vị ơi, A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.